Thưa quý vị, và chiều tối qua trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh cao tốc Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Tiền Giang, ô tô con 7 chỗ đang lưu thông trên cao tốc thì bất ngờ bị xe khách va chạm, hất ô tô 7 chỗ lật ngửa. Nhiều người trên chiếc xe 7 chỗ đã may mắn thoát chết. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 4, khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B29211 chưa rõ tên tuổi của tài xế lưu thông trên đường cao tốc từ Trung Lương đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì xe bất ngờ va chạm với ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51G26229 cũng chưa rõ tên tuổi của tài xế lưu thông cùng chiều. Trên ô tô lúc này có 5 người. Sau cú va chạm, xe ô tô 7 chỗ lật ngửa, nằm chắn ngang đường. Xe khách dừng nằm tiếp tục va vào một đoạn ta luy đường mới lại. Người trong xe may mắn thoát chết trong gang tấc. Và do hai xe bị nạn nằm chắn hết hai làn đường nên giao thông bị ùn ứ gần 3 km trên cao tốc. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Cho đến gần 18 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa.